Tầm tiền loanh hoanh 400 triệu không lấy xe này thì lấy xe nào nữa các anh chị? Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay Tuyền về được một chiếc xe phải nói là siêu đẹp luôn các anh chị ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mazda 2 phiên bản Deluxe các anh chị. Đời 2023, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay mới lướt nhẹ 15.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 409 triệu các anh chị. Màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp. Những anh chị nào mình yêu thích cái màu sắc tươi tắn hoặc là mình mang họa thì chốt ngay em này các anh chị nhé. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Mazda 2 thì hiện tại Tuyền còn hai xe, Tuyền còn thêm một chiếc nữa cũng bản Deluxe luôn, màu xám titan, màu xám lông chuột các anh chị. Anh chị nào mình thích cái màu kia thì alo Tuyền nha, em kia là đời 2022. Còn chiếc này màu đỏ là đời 2023 các anh chị ha. Form dáng em này thì rất là đẹp các anh chị. Ở tầm tiền này á, thì nếu mà các anh chị mình cân nhắc mình lấy em này thì được sedan hạng B nè các anh chị. Dù những anh chị trẻ tuổi đi cũng phù hợp và những cô chú lớn tuổi đi cũng rất là sang luôn các anh chị ha. Giá thì cũng khá là mềm ha. Em này thì biển 62 Long An, bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Đây, nắp capo không trầy xước, đèn ở đây là đèn bi ha các anh chị ha. Cản cũng không có bị trầy gì hết. Em này nước sơn zin mới 98-99%, không có gì để bàn hết các anh chị nha. Đây, món nói cản còn rất khít luôn các anh chị. Lớp nè, độ gai vỏ cực kỳ sâu nha. Mâm không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe Dash 2023, lớp dự phòng chưa sử dụng luôn. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2026 các anh chị. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa cùng màu với lại thân xe. Tuyền rất là thích cái màu đỏ của Mazda các anh chị. Màu đỏ pha lê và nó rất là đẹp, rất là sang luôn á. Những hãng khác thì không có cái màu đỏ này các anh chị. Rồi. Đèn hậu phía sau thì còn trông đẹp các anh chị ha. Cái này là cam hành trình phía sau các anh chị nha. Em này thì chưa có cảm biến lùi. Đây, gầm bệ cho các anh chị nhà mình nhìn sơ ha. Sáng bưng rồi các anh chị. Rồi, em này thì phân khúc sedan hạng B nên cốp của em này thì khá là rộng rãi các anh chị. Những cái phần nhựa bên trong mới can, không có bị bể móp gì hết ha. Tấm nhựa này là anh chủ trải thêm để bảo vệ phần nỉ bên dưới. Lớp dự phòng còn cái đường viền sơn chưa sử dụng các anh chị. Con đòi tay quay, đồ nghề còn đầy đủ ha. Đặt trên những cái tấm mút như thế này rất là gọn gàng. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và Tuyền còn hỗ trợ trả góp em này lên đến 70% nha. Máy em này 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 5-6 lít thôi các anh chị. Em này là ghế nỉ nguyên zin. Đấy, rất là sạch sẽ, căng đẹp các anh chị ha. Sàn là sàn nguyên bản, trần nguyên bản sạch sẽ. Đây, có cân bằng điện tử nha. Bản này bản Deluxe nên là option thì cũng tương đối thôi. Vô lăng rất là đơn giản ha. Logo còn rất là đẹp này các anh chị. Xe mình đi 15.638 km chuẩn các anh chị, táp lô không trầy xước. Anh chủ lên cho mình một cái camera hành trình trước sau như thế này nha. Một cái đầu CD zin theo xe các anh chị. Em này chưa có màn hình. Về mình có tiền mình lên cái màn hình nữa là đi xịn sò rồi các anh chị. Đây, dưới này cần số thắng tay, chế độ sport thể thao. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Đây, quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị ha. Mazda 2 thì có rất nhiều anh chị liên hệ Tuyền để tìm cái dòng này luôn á, nhưng mà cũng khá lâu rồi. Thì không có xe các anh chị. Hôm nay rất là may mắn về được hai xe một lúc luôn, mà toàn là đời cao đi lướt à. Anh chị nào mình đam mê dòng này, mình thích dòng này, nhanh tay chốt sớm nha. Capo thì phần ốc nè, keo chỉ, khung sườn, máy móc nguyên zin hết các anh chị, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Bên Tuyền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Anh chị mình ở tỉnh xa nếu mà thích em này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp lên được thì nên xem hết video của Tuyền ngày hôm nay nè. Rồi chuyển khoản đặt cọc giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu mình giữ xe lại đi các anh chị. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe, lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái, nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, mình khỏi mất mát thời gian đi lại các anh chị ha. Xe cũ mỗi loại chỉ có một xe thôi nên nếu mình đã ưng đã chấm thì mình chuyển khoản đặt cọc mình giữ xe đi các anh chị, để tránh những cái trường hợp mà anh chị ở xa lên không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Và mình phải chờ những chiếc xe sau về, và những chiếc xe đẹp xe lướt như thế này thì sẽ rất là lâu ha. Phân khúc B thì hiện tại bên Tuyền đang còn
khoảng 3 xe, 3 chiếc Accent các anh chị, bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt đời 2021 nè, 2022. Và hiện tại thì bên Tuyền cũng còn phân khúc hạng C như là Kia Cerato nè, Elantra, Mazda 3 hay là MG5, rồi có cả Kia Seltos, nó rất nhiều xe luôn. Các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì nhớ alo Tuyền đi, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.